xin chào anh em, chào mừng anh em trở lại kênh của Xin Mới Lấy Xe Cao Áp Quyền Bình Chánh nha. Thì trước mắt anh em là một bộ thùng OK 58 nha. Rồi, trước tiên vào video clip thì mình xin chúc toàn thể anh em xem video clip có một tấu đài này mình vui nha và sức khỏe, chuẩn bị cho một ngày mới thật là tốt lành. Đó. Trước mắt là anh em một bộ thùng OK 58 siêu phẩm luôn nha, siêu phẩm rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Mấy cái thùng loại này thì mình vẫn còn nha, mà cái thùng của nó là màu trắng, còn cái này là thùng màu xanh, thùng màu trắng nha. Rồi giờ mình sẽ đi vào chi tiết, mình sẽ giới thiệu cụ thể máy cho anh em xem nha. Đó, máy cụ thể cho anh em. Con này là gọi là siêu phẩm luôn nha anh em, OK 58 nè. Đó, OK 58 TR 58 VH28 nha, VH28 rất là đẹp, có mã số là 0110 nha anh em. Đó, con này hôm bữa mình có quay clip rồi. Đó, nhiều anh em rất là hỏi rất là nhiều thì giá bán rồi, có anh khách này anh chốt, anh điện thoại anh chốt, anh chuyển cọc rồi mình lắp ráp lên nha. Đó, lắp ráp lên rất là đẹp luôn. Đó, ốc anh em thấy không, chưa đụng chạm luôn nha, chưa bung luôn nha. Đó, con này thì mình chỉ đấu điện qua điện 3 pha 308 cho anh khách này, rồi mình test tải rồi trước khi bàn giao cho anh em. Anh em thấy soi cái đầu không, rất là đẹp luôn nha. Đó, cái dòng này thì mình vẫn còn nha, còn vẫn còn trong bãi, còn hai ba thùng nữa nha anh em. Đó, hai ba thùng nữa thì máy thì đầu thì cũng còn nguyên riêng như vậy luôn nha, đầu còn rất là đẹp. Đó, và cái thùng thì nó màu trắng, màu trắng cũng màu riêng của nó nha. Đó, này thì nó có hai màu tỷ sứ, con này là tỷ sứ 25 vừa áp 80, áp 80 lưu lượng nước 30 lít trên một phút nha, thích hợp cho anh em rửa xe tải, xe ben, xe đầu, xe cuốc, xài gia đình rất là ngon luôn. Dòng này là dòng điện 3 pha, con này được lắp bởi cái motor động cơ của nó là motor Toshiba là hàng made in Việt Nam nha, Việt Nam xuất nhập nha, Việt Nam xuất nhập. Anh em thấy không, cái motor của nó mình rất tự hào về đất nước Việt Nam mình nha. Việt Nam mình đã làm ra cái motor này rất là đẹp. Motor này nó hơi bị bong một xíu nha, nhưng mà không sao nha anh em. Đó, hơi bong sơ xíu. Con này là cái cũ với cái đồng của nó là quấn rất là dày luôn, rất là nặng. Motor này anh em khiêng một người là khiêng nổi đâu, tầm 50kg nha, 50kg đấy. Đó, cái motor này, motor 50kg, nó rất là trâu luôn, nó rất kéo rất là khỏe, chạy nha, chạy không tải nha, chạy em ru luôn. Nếu mà anh em có motor này mà anh chạy mà cho nó kéo không là chạy em ru, không nghe tiếng động luôn nha, không nghe tiếng động luôn. Cây này thì nó được lắp bởi hai bộ rà le ngắt áp nha, ngắt áp tự động, vừa ngắt động cơ, ngắt súng là máy sẽ 5-7 giây là nó tự ngắt nha, tự ngắt. Đó, rất là đẹp luôn. Tay hồi chỉnh áp đó nha, tay hồi chỉnh áp. Đó, chỉnh áp của dòng OK nha, rất là nhạy luôn. Đồng hồ này, con này là còn ring luôn nha, đồng hồ ring. Đó, con này thì dòng này thì có hộp điện nha, hộp điện. Con này thì nó xài với mạch điện tử. Đó, mạch điện tử. Anh em thấy hộp cỡ của nó không, rất là đẹp, hộp cỡ nè, và có hộp mạch điện tử nha. Trong này là nó thiết kế là tầm 7 giây là 10 giây là nó tự ngắt rồi nha anh em, chứ mình không có chỉnh được nha. Đó, nó thiết kế vậy luôn rồi. Thì hàng thì nói gì riêng vậy nha, thì mình khỏi chỉnh, thì bên Nhật thì nó làm với cái thiết kế của nó thì mình xài. Đó, chỉnh áp này. Hộp cỡ rất là đẹp luôn. Bên này thì nó có công tắc nha, công tắc tắt mở nha. Đó, tắt mở nha. Đó, tắt mở. Con này thì có thùng y nước, thùng nước bằng inox nha, inox. Đó, vệ sinh ra rất là mới luôn, bánh xe nè. Rất là đẹp luôn nha. Bánh xe rất là đẹp. Này có cái phao để anh em gắn vô nha. Đó, gắn nước vô nè. Đó, nó có cái gắn nước cho anh em gắn nước vô nè.
và cái này nút xả nha. Đó, thùng inox rất là đẹp luôn. Nắp ộp lại nha, ộp lại thì anh em thấy cái nắp không? Con này là gọi là siêu phẩm luôn, rất là đẹp. Đó, giờ mình sẽ đi vào chi tiết mình test máy nha. Máy này thì dòng này 3 pha 308. Nó xài 4 dây nha. 4 dây mát. 4 dây, 3 dây nóng, 1 dây mát nha. 1 dây mát. Ở dây mát của nó là dây màu xanh nha. Anh em nhớ giờ là dây màu xanh nha. Xíu nữa mình sẽ trước khi giao cho anh em thì mình quấn kỹ một dây màu xanh cho anh em. Đó, cho để anh em xài, vì anh em xài đúc cái dây màu đen màu dây mát đó là cháy luôn. Thua luôn nha, là hư khở luôn. Đó. Máy thì mình đã bật vào rồi nha. Đèn báo thì sáng nha. Đó, đèn báo sáng nha. Máy nãy mình đang ngắt máy. Con này thì chạy bét là 2.5 ly. 2.5 ly nha. Đó. Đó, chạy rất là êm máy luôn nha. Rồi, 5-7 giây là ngắt nha. 5-7 giây là ngắt. Đó, áp máy bên kia nè. Quá đã luôn. Anh em thấy cái độ nó xịt không? Máy chạy thì mấy giây sau là ngắt máy nha. Đậy nắp lại là rất là êm luôn. Đậy nắp lại là rất là êm luôn nha anh em. Rồi, thì bộ máy này á thì mình bán là giá là 15 triệu, chưa bao gồm phí vận chuyển nha, chưa bao gồm phí ship. Giá 15 triệu là mình là chưa bao gồm dây súng nha. Test chạy ok cho anh em nha. Rồi, cảm ơn em đã xem hết video clip mình. Anh em xem xong thấy hay cho được like, đăng ký kênh để ủng hộ mình. Chúc anh em có một buổi tối trong này niềm vui và sức khỏe nha. Cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ trong thời gian vừa qua. Anh em nào cần thì hãy liên hệ qua số điện thoại của mình nha. 0332416648. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em các video liên tiếp. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.